Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay là dòng tâm sự có tựa đề: 57 tuổi, lương 20 triệu đồng một tháng. Con trai muốn tôi nghỉ việc để chăm sóc cháu. Tôi nói thẳng, con ai người ấy chăm, tự giác lên. Trong 3 năm ở nhà con trai để chăm sóc cho cháu nội đầu tiên, tôi rất buồn lòng về hành động của con trai và con dâu. Khi cháu nội đi học mẫu giáo, tôi quyết định rời khỏi nhà của con trai và đi làm bảo mẫu. Rồi một ngày, con trai gọi điện muốn tôi đến chăm sóc đứa cháu thứ hai. Nhưng lời nói của con trai mới thật sự khiến tôi thất vọng. Tôi 57 tuổi, hiện tôi đang làm bảo mẫu với mức lương hàng tháng là 20 triệu đồng. Chủ nhà đối với tôi rất tốt và tôi cũng rất hài lòng với công việc này. Nhưng cách đây một thời gian, con trai của tôi đã muốn tôi nghỉ việc để về chăm sóc cho cháu. Dù con trai nói như thế nào, tôi cũng không thay đổi quyết định của mình. Tôi làm như vậy, tất cả đều có lý do. Trước 50 tuổi, tôi sống ở nông thôn và kiếm sống bằng nghề nông. Tôi là một người chăm chỉ, là nông dân. Tôi có thể kiếm tiền dựa trên khả năng của bản thân mình. Tuy số tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng đủ sống qua ngày. Khi còn trẻ, tôi đã quen với cuộc sống ổn định ở nông thôn và chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lên thành phố tìm việc làm. Ở nông thôn, tôi không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Nhưng sau đó, con trai tha thiết muốn tôi giúp con chăm sóc cháu và tôi đã đồng ý. Con trai và con dâu muốn ở tôi thứ gì đó. Chính vì vậy, thái độ của họ đối với tôi rất tốt. Thế nhưng những gì hai người họ làm lại khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Từ khi về nhà con trai, cuộc sống của tôi đã thay đổi hẳn. Cuộc sống của tôi còn vất vả hơn là khi làm ruộng ở quê. Ban đầu, trước khi tôi đến, con dâu đã thuê một bảo mẫu. Ngay khi tôi đến, chúng đã sa thải người bảo mẫu đó ngay lập tức. Thế là việc chăm sóc cháu trở thành trách nhiệm duy nhất của tôi. Con dâu bảo rằng, với tư cách là một người bà, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho đứa trẻ. Con trai tôi cũng nói, đi làm về rất mệt mỏi, nếu như phải làm việc nhà và chăm con, thì ngày hôm sau không còn sức để mà làm việc. Thấy các con nói như vậy, tôi cũng không thể nói thêm được gì, mà chỉ có thể im lặng chấp nhận. Khi về đến nhà, chúng chơi điện thoại và giao đứa trẻ cho tôi. Tôi thật sự rất mệt mỏi khi phải một mình chăm sóc đứa trẻ. Mỗi tối tôi phải thức dậy rất nhiều lần, bởi vì cháu cần uống sữa nên tôi phải pha sữa. Làm sao tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi trong hoàn cảnh như thế này? Và rồi sau này tôi hình thành được thói quen. Ngay khi cháu đi ngủ, tôi cũng sẽ ngủ ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ thật sự thiếu sức lực. Ngoài việc chăm sóc cháu, tôi còn phải làm việc nhà. Con trai và con dâu không bao giờ làm việc nhà. Ngay cả khi muốn ăn trái cây thì các con cũng phải đợi tôi rửa và gọt thành đĩa rồi mới ăn. Mỗi khi tôi tỏ ra không hài lòng điều gì đó, con dâu của tôi sẽ nói những điều vô cùng khó chịu. Đặc biệt, chúng hiếm khi cho tôi chi phí sinh hoạt và không bao giờ trả tiền các khoản phí mà tôi đã phải chi ra. Tôi có cảm giác tháng nào mình cũng tiêu tiền như nước. Thay vì nghĩ rằng tôi đang bỏ ra nhiều tiền để chi tiêu hàng ngày cho cuộc sống của chúng, thì các con lại nghĩ tôi kén chọn nên tiêu nhiều tiền, mua nhiều thứ. Tôi đã chọn cách im lặng chịu đựng điều đó vì cháu trai của tôi. Sau khi cháu tôi đi học mẫu giáo, tôi không muốn tiếp tục sống ở đó nữa. Con trai và con dâu tuy có chút không hài lòng, nhưng có lẽ họ cảm thấy đứa trẻ đã lớn, không cần nhiều đến tôi, nên họ không giữ tôi ở lại. Tôi đã sống ở thành phố được 3 năm và tâm lý của tôi cũng đã thay đổi. Tôi từng thích cuộc sống vô tư ở nông thôn, nhưng bây giờ tôi lại muốn ở lại thành phố để kiếm chút tiền cho cuộc sống sau này. Nhưng tôi đã ở độ tuổi ngoài 50. Những người khác ở độ tuổi của tôi, họ đã nghỉ hưu. Sau này, một người chị đã gợi ý cho tôi nên đi làm bảo mẫu. Tôi thích sạch sẽ và làm công việc nhà, nên chắc chắn tôi có thể làm công việc này rất tốt.
Đúng là tôi vừa chăm cháu, vừa làm việc nhà, ở nhà con trai. Dù công việc rất nhiều, nhưng tôi vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa. Điều này cho thấy tôi có khả năng làm bảo mẫu. Chủ nhà đầu tiên của tôi, họ thuê tổng cộng 2 bảo mẫu. Một người chịu trách nhiệm làm việc nhà, còn tôi thì sẽ giúp họ chăm sóc con. Mức lương và phúc lợi cũng khá tốt, nhưng yêu cầu của họ quá khắt khe, khiến tôi không thể tiếp tục làm việc. Sau trải nghiệm này, tôi không muốn làm việc chăm trẻ nữa. Sau đó tôi đổi công việc mấy lần, và đến khi gặp người chủ thứ tư, tôi mới có thể ổn định được công việc. Nhà chủ thứ tư là một cặp vợ chồng già. Tôi làm việc cho họ với mức lương khá cao, 20 triệu đồng mỗi tháng. Tôi rất hài lòng vì ông bà chủ có học thức và rất lịch sự, họ tôn trọng bảo mẫu. Tôi làm việc ở nhà họ lâu như vậy mà chưa bao giờ họ làm khó tôi. Thay vào đó, họ coi tôi như là một thành viên của gia đình. Dù là ngày Tết hay ngày lễ, họ cũng không bao giờ quên chuẩn bị quà lì xì cho tôi. Hai ông bà còn nói với tôi rằng, chỉ cần tôi có sức khỏe và làm tốt công việc, thì họ sẵn sàng cho tôi làm việc ở nhà họ. Tôi cũng trân trọng công việc này và cố gắng làm thật tốt. Về phần con trai, tôi không tiếp xúc nhiều, cũng không chia sẻ về chuyện tôi đang làm bảo mẫu. Con trai cũng không mấy quan tâm đến tôi. Nó luôn nghĩ tôi đã về quê từ lâu và không hề biết rằng tôi vẫn đang làm việc ở trên thành phố. Cuối tháng trước, con trai gọi điện cho tôi và nói rằng nó sẽ về quê đón tôi. Tôi hỏi có chuyện gì thì con trai bảo rằng con dâu tôi đang mang thai em bé thứ hai. Lần trước tôi đã chăm sóc rất tốt, lần này còn muốn tôi tiếp tục giúp đỡ. Nghe con trai nói như vậy, tôi trả lời ngay. Mẹ đang đi làm bảo mẫu nên không thể nghỉ phép lâu như vậy được. Tốt nhất con nên tự mình lo liệu việc chăm sóc cho bọn trẻ. Nghe tôi nói như vậy, con trai liền lo lắng hỏi lại. Mẹ ơi, mẹ thà làm bảo mẫu, chăm sóc cho những người không liên quan, còn hơn là chăm sóc cho chính cháu ruột của mình. Mẹ có phải là bà nội hay không? Con không quan tâm, mẹ xin nghỉ việc càng sớm càng tốt. Tuần sau con sẽ đến đón mẹ, từ nay về sau mẹ sẽ ở nhà chúng con. Những lời nói ích kỷ của con trai khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi thật sự rất buồn, chồng tôi đã qua đời từ sớm. Tôi là một người phụ nữ, không dễ dàng gì để nuôi con trong những năm qua. Một mình tôi phải gánh chịu rất nhiều vất vả. Vốn tưởng rằng khi lớn lên, con trai có thể làm chỗ dựa cho mình. Nhưng khi cưới vợ, con trai đã quên mất đi việc phải quan tâm tôi. Trong suốt 3 năm, tôi chăm sóc cháu ở nhà con trai, con cũng không hề quan tâm đến tôi. Tôi đã giúp con được 3 năm rồi, tôi cũng đã làm hết sức mình. Tôi tuyệt đối không thể nào xin nghỉ việc và quay lại chăm sóc cháu trong lúc này. Thật sự rất thất vọng về con trai nên tôi đã từ chối và tôi nói, tôi là bà nội của đứa trẻ thì sao? Anh chị là cha, là mẹ của đứa trẻ, thì việc chăm sóc con cái là trách nhiệm của anh chị. Anh chị không thể nào trách tôi như vậy được. Ai sinh con thì người ấy cần có trách nhiệm chăm sóc cho đứa trẻ. Trước đây tôi luôn nghe theo lời con trai nói và hiếm khi từ chối. Nhưng lần này không ngờ tôi lại từ chối mạnh mẽ đến như vậy. Có lẽ vì thái độ của tôi đã khiến con trai rất không vui. Sau đó con nói, mẹ ơi, mẹ cũng chỉ có một đứa con trai là con. Về già nhất định mẹ phải dựa vào con. Nếu như bây giờ con gặp khó khăn mà mẹ không giúp đỡ, thì sau này đừng nhờ con giúp đỡ. Bây giờ tôi còn khỏe mạnh, con trai còn ăn nói với tôi như vậy. Liệu một ngày nào đó tôi không thể tự chăm sóc cho bản thân mình, thì con trai có hiếu thảo với tôi hay không? Dù sao thì tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều. Hiện tại sức khỏe của tôi tương đối tốt, ông bà chủ cũng đối xử với tôi rất tử tế. Tôi phải kiếm nhiều tiền hơn trong khi vẫn còn khỏe mạnh. Đến khi tôi không thể tự chăm sóc cho bản thân mình thì tôi sẽ vào viện dưỡng lão mà không trông cậy vào con trai.
Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.